Kinh văn. Lúc bấy giờ, Phố Lô Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi trong đại chúng liền đứng dậy, bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế Tôn Đại Oai Đức, xin Ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Giảng giải. Lúc bấy giờ, đó là khi A Nan đã nói xong bài kệ tán thán Đức Phật, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi trong đại chúng liền đứng dậy. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tiếng phiên âm, có nghĩa là mãn từ tử. Hán dịch là mãn, họ của cha. Di Đa La Ni, hán dịch là từ, họ của mẹ. Ghép họ cha mẹ thành tên, tử, có nghĩa là người con trai. Phú Lâu Na liền đứng dậy. Đệ tử của Đức Phật rất tôn kính Ngài. Mỗi khi muốn thưa thỉnh Đức Phật điều gì, các vị đệ tử đều đứng rất trang nghiêm, bày vai bên phải ra. Y ca sa của Trung Hoa được may không phủ kín vai bên phải là để biểu hiện phong cách cung kính này. Ở Ấn Độ thời tiết không lạnh lắm, dù vào mùa đông hay mùa hạ, thế nên việc để bày vai phải không có gì khó hiểu. Nhưng khí hậu ở Trung Hoa rất lạnh, nên nếu hở bày vai phải ra sẽ dễ bị cảm lạnh. Thế nên chư tăng Trung Hoa mặc thêm áo, thông y bên trong y cà sa. Việc này phù hợp với khí hậu địa lý và phong tục của Trung Hoa. Y cà sa Ấn Độ không có cái móc gài như y cà sa Trung Hoa. Ngày nay ở Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, nơi giáo lý Phật giáo nguyên thủy lưu hành, y cà sa của chư tăng ở đó vẫn không dùng móc gài trên y cà sa. Tại sao y cà sa Trung Hoa lại có móc gài? Điều này hoàn toàn do khí hậu ở Trung Hoa. Vì nếu chư tăng mặc thông y bên trong y cà sa, nếu không dùng móc gài thì sẽ không giữ được y cà sa. Thế nên các vị tổ Trung Hoa đã phát minh ra móc gài trên y. Y cà sa của các quốc gia khác vẫn giống nhau ở các giải điều, dạch, nhưng không có móc gài, vì khí hậu ở các nước đó quá nóng nên chư tăng không mặc y thông y bên trong y cà sa. Nếu y cà sa có bị lỏng sắp rơi, họ liền biết ngay để chỉnh sửa, vì y được mặc sát thân. Sau khi xuất gia, tôi tham khảo chuyên cái móc gài y của chư tăng Trung Hoa với nhiều vị pháp sư trưởng lão. Tôi hỏi các ngài tại sao y cà sa của chư tăng các nước khác không có móc gài, tại sao chư tăng Trung Hoa lại thêm cái móc vào y? Nhưng các vị đều lắc đầu, họ không biết, đó là chuyện nhỏ, nhưng tình thật là các vị ấy không biết. Thế cuối cùng, ai bảo cho tôi biết? Chẳng ai cả. Tôi chỉ so sánh khí hậu của Trung Hoa và Ấn Độ, rồi phát hiện ra rằng vị tổ sư đầu tiên từ Ấn Độ sang Trung Hoa có lẽ đã phát minh ra móc gài cho y để thuận tiện cho việc mạch thông y với y cà sa. Khi tôi trình bày ý kiến này, vị trưởng lão pháp sư và chư tăng liền bảo: Đúng rồi, dĩ nhiên là như vậy. Có lẽ đúng là như vậy, đó là chuyện nhỏ, nhưng chẳng ai dẹp bỏ mối bận tâm về chuyện ấy. Tôi biết người Mỹ thích hiểu biết mọi việc một cách tường tận, nên bây giờ tôi trình bày về nguồn gốc của cái móc gài y cà sa theo truyền thống Trung Hoa, dù quý vị chưa hỏi đến. Phú Lâu Na bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất. Ngày nay chư tăng ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan đều thực hành pháp này. Chẳng hạn khi một vị tăng trẻ tiếp kiến một vị tăng trưởng lão thì không được đứng mà phải quỳ, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính. Phú Lâu Na chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế Tôn Đại Oai Đức, xin Ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Phú Lâu Na thưa rằng Đức Phật là bậc có oai đức rất lớn, có thể hàng phục mọi chúng sinh trong ba cõi. Oai lực của Ngài có thể khiến cho chúng sinh được chuyển hóa. Đức hạnh của Ngài khiến cho mọi chúng sinh thuần phục. Thế nên mọi loài chúng sinh, mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài là liền thay đổi tính xấu và trở nên thiện lành.
Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh mà Ngài giảng dạy giáo pháp, Ngài giảng dạy tường tận đệ nhất nghĩa đế của các Đức Như Lai, đó là giáo pháp vi diệu đệ nhất. Ha ha ha,